Dạ chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay em sẽ review cho anh chị và các bạn xem thêm một mớ mẫu nữa, đó là mẫu bóng phao ha. Bóng phao anh chị và các bạn ha. Thì hôm trước em cũng có làm một số cái video mà hỗ trợ về bóng phao rồi. Thì hôm nay có một số cái mẫu này. Nói chung là hình ảnh đã có rồi nhưng mà chưa có cái video nên em làm video để hỗ trợ trực tiếp cho anh chị và các bạn, để cho anh chị và các bạn nhìn thấy mà dễ cập nhật ha. Thì đây, đây là cái mẫu gì? Đây là mẫu con Hello Kitty anh chị và các bạn nha. À sorry, đây là mèo Kitty. À mèo, con mèo Kitty ha. Thì đây là cái sản phẩm mà mình chưa có bơm lên, đó là nó nằm trong bọc. Đây, em có bơm sẵn một sản phẩm rồi nè. Đây anh chị và các bạn, đây là con mèo Kitty ha. Mẫu mã cũng đẹp. Ở trên đây có nơ, hai con mắt ha. Cũng có đẹp, cò bơm nằm ngoài sau lưng này. Mình xem ha. Thì ở đây nó cũng có kèn anh chị và các bạn. Kèn nó nằm trong ngay cổ nè, anh chị bóp. Có bóp thì nó sẽ kêu ha. Nhìn cũng rất là dễ thương. Cái mẫu thứ hai em muốn review đó là mẫu con rùa ha. Con này là con rùa nha anh chị và các bạn. Nó đóng gói là như vậy, đây em có bơm sẵn. Đây, anh chị và các bạn xem nó ở đây thì nó... Đây, em sẽ cho anh chị xem cao lên xíu nè. Đây, anh chị và các bạn xem ha, nhìn ha. Ở đây nó có cái còi nè. Chân ha. À, đuôi. Nhìn xung quanh cho anh chị và các bạn xem. Giờ nó cũng có kèn luôn nha anh chị và các bạn. Kèn nó nằm ngang cổ. Anh chị bóp này ra là sẽ có kèn. À, rồi. Đây, tiếp theo em muốn review cho anh chị xem nó là mẫu gì. Đây là cái mẫu con Pikachu nha anh chị và các bạn. Pikachu thì cái hình hài nó trước khi chưa bơm lên là như thế này. Đây em cũng có bơm sẵn cho anh chị và các bạn xem ha. Đây, đây là hình con Pikachu nè, anh chị và các bạn xem ha. Cái gò bơm nó nằm ngoài sau, nó có đuôi nha anh chị và các bạn. Có đuôi. Có đuôi ha. Sản phẩm này thì nó không kêu ha. Tiếp theo em muốn review cái mẫu gì. À, cái mẫu này là mẫu người nhện nha anh chị và các bạn. Mẫu người nhện á. Người nhện này nó có hai loại nha anh chị và các bạn. Một loại lớn và một loại nhỏ. Và để cho dễ phân biệt loại lớn hay loại nhỏ thì anh chị vào cập nhật vào website của em. Thì ở trên website em có để từng kích thước của sản phẩm. Thì anh chị so sánh về kích thước thì anh chị sẽ biết được cái nào lớn cái nào nhỏ ha. Tại vì em cũng có gặp nhiều anh chị hỏi em là làm sao để phân biệt được cái lớn cái nhỏ. Thì anh chị và các bạn cứ lên website em cập nhật là kích thước nó sẽ có đầy đủ như đó ha. Website em để dưới phần mô tả. Đây, cái sản phẩm này em cũng có bơm lên rồi nè. Đây anh chị và các bạn, đây là hình người nhện. Anh chị xem qua sơ quận ha. Cái cò bơm ở ngoài này thì nó này cũng có kèn nha. Kèn nằm ngay đây nè, kèn nằm trên này, mình bóp. Cái những cái sản phẩm này thì cách bơm như thế nào thì em cũng đã hướng dẫn cách bơm rồi ha. Anh chị và các bạn có thể xem lại giùm em. Và cách vá cũng như thế nào thì em cũng đã có hướng dẫn rồi ha. Sau này em review là cái gì? Đó là cây búa ha. Cây búa này là cây búa lớn nha anh chị và các bạn. Búa lớn, búa thì nó có nhiều loại. Búa nhỏ, búa chung và búa lớn, búa đại. Cái là búa lớn ha. Còn búa chung với búa đại thì khi nào có mẫu thì em sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn xem chi tiết. Ở đây là búa lớn. Đây, anh chị cho các bạn xem ha. Thì nó cũng dài đó. Thì kích thước này thì anh chị cập nhật vào website của em thì sẽ biết. Chứ nhiều khi em làm cái video hình ảnh như thế này thì kích thước nó không cụ thể được. À, đem ra đo thì nó mất thời gian lắm. Mất thời gian cho anh chị xem nữa. Thì anh chị cập nhật bấm vào cái website em thì sẽ biết được kích thước liền. Đó. À, quên. Em nói ha. Cái búa này nè anh chị cho các bạn. Cái búa này. Cái búa này thì có lúc thì nó mẫu này in hình con 2m3. Có lúc thì nó in hình bên 10. Có những lúc thì nó in hình cái khác. Và cái màu sắc thì nhiều khi nó cũng sẽ thay đổi chứ nó không có cụ thể nha anh chị và các bạn. Có thể là nó màu hồng, có thể là màu vàng, hoặc có thể là màu xanh lá cây, xanh nước biển. Thì em nó gom lại nôm na là cái búa lớn nha. Thì khi có cái mẫu nào á, cái mẫu nào có thì em sẽ có trên đơn hàng để em sẽ cố gắng lấy cho anh chị và các bạn đủ mẫu, đủ màu. Còn nếu như mà đơn hàng nó về mà một mẫu khác á, thì em sẽ lấy cái mẫu đó cho anh chị và các bạn. Thì các bạn chú ý giùm em ha. Đây. Rồi. Và một cái là anh chị và các bạn lưu ý là một cục như thế này là đóng gói 12 con. Một cục như thế này là 12 con. Nếu anh chị và các bạn lấy thì cố gắng lấy giùm em chẵn cục ha. Để cho nó tiện, dễ cho bên em đóng gói ha. Thì cái số lượng là một cục 12 con. Anh chị muốn lấy bao nhiêu thì anh chị cứ nhân lên cái số lượng là 12 con. Và cảm ơn các bạn và anh chị đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong một sản phẩm mới nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.